Xin chào quý anh chị. Về tiến độ mới nhất của dự án cắt bà Martina trong cuối tháng 4 năm 2022 vừa qua, thì 99 căn biệt thự thuộc phân khu Tùng Thu thì hiện đã gần như hoàn thành xong phần thô và hoàn thiện mặt ngoài. Mỗi căn biệt thự tại đây có diện tích điển hình là khoảng 160m², mặt tiền 8m, xây thô 4 tầng với tổng diện tích xây dựng khoảng hơn 400m². Hiện thì chủ tư đang tiếp tục hoàn thiện hạng mục lát đá tự nhiên cho vỉa hè rộng từ 3,5m. Khu vực hai bên kênh đào thì hiện cũng đang được tiếp tục hoàn thiện cảnh quan. Chủ đầu tư Vinacolex ITC dự kiến thì sẽ bàn giao các căn biệt thự tại phân khu Tùng Thu này ngay trong tháng 5 tới đây. Một số những cái thông tin bên lề thì tại đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2022 vừa qua, thì tổng công ty Vinacolex cũng đã báo cáo một số những cái kế hoạch triển khai đối với dự án cắt bà Martina, như là sẽ đầu tư 2.000 tỷ đồng vào dự án cắt bà Martina trong năm nay. Vinacolex cũng đã hoàn tất mua gần 58 triệu cổ phần tại Vinacolex ITC để nâng mức sở hữu tại công ty này lên 51%. Sự kiện này thì cho thấy là tổng công ty Vinacolex cũng đã xác định trọng tâm chiến lược và dồn lực đầu tư cho dự án cắt bà Martina trong giai đoạn tới. Cũng trong cuộc họp thì ông Đào Ngọc Thanh, tổng giám đốc tổng công ty Vinacolex thì cũng đã chia sẻ thêm là sẽ phấn đấu triển khai bán hàng các sản phẩm bất động sản tại dự án cắt bà Martina trong năm nay để đóng góp vào doanh thu của công ty. Tuy vậy thì cá nhân tôi quan sát thì vẫn thấy tiến độ tại dự án này triển khai khá là chậm, chưa đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư và sự quan tâm của các cấp các ngành tại địa phương. Thông tin mới nhất về dự án này thì tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý anh chị và các nhà đầu tư quan tâm. Chi tiết thì quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp tôi qua số hotline trên màn hình. Tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong thời gian sớm nhất.